Những ngày qua, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền cùng triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường, đặc biệt là những đoạn đường ven kênh rạch ở quận 7, 8, thành phố Thủ Đức và các huyện vùng ven như huyện Bình Chánh, Nhà Bè ở thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, cuộc sống người dân đảo lộn. Tuy nhiên, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng mà người dân thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng vẫn đang nằm im do thiếu vốn. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, gọi tắt Công ty Trung Nam, làm chủ đầu tư, khởi công từ giữa năm 2016. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho khu vực rộng 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận, những ngày qua tại công trường thi công các cống chính ngăn triều, không một bóng người, chỉ có những khối bê tông sắt thép nằm phơi nắng phơi mưa. Một cán bộ của công ty Trung Nam cho biết, cống mương chuối đã thi công đạt 93% khối lượng nhưng đang phải đắp chiếu nằm chờ vốn. Tương tự, cống Bến Nghé đạt 97%, cống Tân Thuận đạt 93%, cống Phú Xuân đạt 90%, cống Cây Khô đạt 86%, cống Phú Định đạt 88%, tuyến đề bao đạt 85% khối lượng nhưng phải ngừng thi công mấy năm nay vì thiếu vốn. Hơn 3 năm qua, hầu hết công nhân, kỹ sư thi công dự án đã nghỉ việc. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với khối lượng công việc còn lại, nếu được giải ngân, thi công trở lại, dự án mất khoảng 9 đến 11 tháng để hoàn thành. Vướng mắc chính trong việc dự án ngừng thi công là việc thanh toán để có thể tiếp tục giải ngân cho nhà đầu tư. Để hoàn thiện dự án, nhà đầu tư cần vay thêm khoảng 1.800 tỷ đồng từ ngân hàng BIDV. Nhưng ngân hàng BIDV chưa duyệt vì dự án chưa bảo đảm nguyên tắc an toàn về tài chính. Về việc này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng hai cơ chế liên quan đến thanh quyết toán dự án. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cơ chế thứ hai do có nhiều thuận lợi hơn trong việc triển khai. Đó là cho phép Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh nhận ủy thác cho vay để tiếp tục thi công dự án từ nguồn ngân sách thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủy thác ngân sách thành phố khoảng 1.800 tỷ đồng cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh để cho nhà đầu tư vay hoàn thành công trình. Từ kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ vừa lấy ý kiến 4 bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Xây dựng và Ngân hàng Nhà nước về cơ chế gỡ vướng cho dự án này, trước khi báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.